chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai là triệu phú. Năm lên sóng, lần đầu tiên logo của chương trình Ai là triệu phú của chúng tôi đã động đậy và to hơn 5 năm qua. Vâng. Để mở màn cho chương trình Ai là triệu phú năm 2021 ngày hôm nay sẽ là một người chơi vô cùng đặc biệt. Vì chúng ta chỉ cần nghe những trải nghiệm của anh ấy thôi thì cảm giác đầu tiên của chúng ta đó là cảm. Và sau đó là gì? Là cảm phục, cảm phục và cảm phục. Xin giới thiệu bạn nhìn đang đến từ Tiền Giang. Xin chào. Dạ. Rồi, mời em. Em là đến từ Tiền Giang và xin gửi lời chào trân trọng nhất đến quý vị. Xin mời câu hỏi đầu tiên dành cho bạn Khoa. Đâu không phải là loài động vật có sừng? Sứt, tê, linh hay là tuần lộc? Em xin chọn câu trả lời chắc chắn là câu A là sư tử. A là sư tử. Hoàn toàn chính xác.